Đó. Hello, chào em trai. Cô bạn gái xinh xinh đang ngồi bên tay phải của em, và hai bạn có thể là bắt tay giao lưu nhau một cái đi nè. Mình giới thiệu tên tuổi nhau chút xíu đi. Tự tin lên nè. Chào em, anh tên Đức. Nay anh sinh 1995. Hiện tại anh làm bên gym cũng được hơn 2 năm rồi. Nhà anh ở đây luôn hả? Nhà anh ở Thủ Đức luôn. Em tên Thanh. Em sinh năm 98. Trời ơi, khó khăn vất vả lắm mới có đó. Tự tin lên. Giờ trước khi anh làm gym là anh có làm cái gì không? Thì xưa cũng làm nhiều việc lắm, mà từ lúc mà tập gym xong thì đam mê làm huấn luyện viên, xong rồi chuyển qua làm PT luôn. Đúng rồi, anh cũng tính là mốt đi theo con đường đi thi đấu nữa. Em ngồi cao thẳng lưng lên chút xíu coi, bạn gái cao lắm luôn á, em cao mét mấy? Em cao mét 74 gì. Bạn gái cao mét 72 đó, chị nói cho em biết. Mà mang dài vô 5 phân cái là đi ngót em luôn, cho nên em ngồi cao lên nhá không? Chị ngắm hết cái phòng gym này có một mình chiều cao em là tương xứng thôi. Đó, cái đó, rồi. Trời ơi, đúng rồi, thi đấu hèn chi vạm vỡ ghê. Bây giờ tôi sẽ dành cho hai bạn 15 phút để trò chuyện cùng nhau. Mở mặt nạ ra đi hai bạn. Rồi, đem mắt kính vô mới thấy đường phải không? Cận mấy độ? Cận hơn 3 độ chị. Hơn 3 độ, em muốn cận. Sợ với nhau hỏi gì thoải mái đi. Hả? Ráng lên nha cưng nha. Rồi 15 phút chị quay lại. Dạ. Nhà em là ở đâu ạ? Nhà em ở Tân Bình rồi. Xưa là có học xăm bên trên nó. Tại mẹ cho đi học. Em cũng xăm mình nhiều lắm. Còn quê em đâu? Quê em thì ở miền Tây, em ở Tiền Giang á. Anh thì quê ở Hà Nội là nhà ở. Vô đây lâu rồi, vô hơn 20 năm rồi. Hay gì, nên cái giọng không thôi. Nhỏ là mẹ cho đi học ở trong trường của Nam á. Nói tiếng Nam mà, quên hết tiếng Bắc rồi. Chỉ có ba mẹ mấy em trai ở nhà nói tiếng Bắc thôi. Vậy anh thấy em sao? Thấy đẹp, cao. Thí dụ như, em chỉ thí dụ thôi nha, thí dụ như là mình đồng ý này nọ thì xong rồi cái anh chỉ em tập gym rồi này nọ được không? Ok, em vẫn tập luyện rồi tự nấu ăn. Rồi... anh tự nấu luôn hả? Anh biết nấu ăn luôn? Tự mua đồ về nấu. Tại nhà mẹ anh chửi chưa làm ăn. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Tường cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Và không biết ngày hôm nay thì Tường sẽ gặp gỡ nhân vật nam hay nữ đây, và họ sẽ có những yêu cầu gì, rồi liệu họ có tìm được một người tình trong mộng khi tham gia chương trình cùng với Cát Tường hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đứng đây và đợi nhân vật chính xuất hiện quý vị nha. Wow, một cô gái xinh xinh từ xa đang tới, chắc là cô ấy đây rồi. Hello em. Hello chị. Đúng rồi, hello mà chào lại là biết rồi đó. Vô đây cưng, vô đây cưng. Wow, trời ơi, tôi ước ao làm sao tôi có được cái vòng eo nhỏ như vậy, thiệt tình luôn à. Trời ơi, sao cao dữ vậy cưng? Vậy làm sao tôi kiếm được, đâu ra cho cô người này một người tình trong mộng đây trời. Em tên gì? Dạ em tên Thanh. Trời ơi, 22 tuổi, cao mét mấy cưng? Em cao mét 72. Wow, trời ơi, cao hơn con tôi luôn. Con tôi mét 7 đã cao vời vợi rồi, mét 72 luôn. 22 tuổi, Thanh đang làm công việc gì cưng? Hiện em đang làm ở văn phòng, ở công social. Làm social trong công ty. Giờ ở đâu, quê ở đâu? Em ở miền Tây chị, ở Tiền Giang. Tiền Giang, lên đây lâu chưa? Được 4 năm từ hồi đi học. Có mấy người yêu thành phố rồi. Xinh như vậy mà làm sao không có được, đúng không? Dạ. Tốt, cái gì cũ rồi cho qua. Mình phải sống hướng tới một tương lai tươi đẹp. Em muốn kiếm người bạn trai như thế nào? Cái gu của em thì nó... em muốn một cái người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Thì em nghĩ là chắc các bạn nó phải trên 30 thì tốt. Với lại có công việc ổn định. Với lại em thích cái người mình đó phải kiểu chăm sóc cho bản thân mình nó tốt. Là phải biết đi tập gym này nọ, chứ không có phải là kiểu như là mấy ông già xong rồi tối ngày nào cũng già kiểu vậy. Em thích là cái người bạn nó hơi cao thôi chị ha. Wow, có nghĩa là em là 22 tuổi mà em không thích trẻ trẻ, cỡ 22, 23, 45 là không thích. Thích phải tầm 30 đủ lên. Có nghĩa là phải thích là nó chững chạc, lớn hơn mình cả chục tuổi.
nhưng mà lại thích cái người đó là phải là gọi là có thể dục thể thao. Trời, tiêu chuẩn hơi cao nha. Rồi có yêu cầu gì cửa hay quê quán, gốc gác, ba miền gì không? Làm luôn một cái list DM để chị kiếm luôn. Rồi cũng phải có kinh tế ổn định, có công ăn việc làm này nọ. Còn không có yêu cầu gì quá cao đâu chị, không cần phải có nhà, có xe hơi. Cái style là em thích đàn ông có râu, râu quai nón. Thích đàn ông có râu quai nón. Trời ơi, tôi kiếm ở đâu ra giữa phố phường như thế này một người đàn ông tầm 30 tuổi có râu quai nón, công ăn việc làm ổn định, có mấy bạn trai cũ của chị được không? Hồi đó giờ có quen bạn trai cũ nào có râu quai nón chưa? Dạ có, bạn em mới chia tay là có râu quai nón. Nhưng mà bây giờ mình cứ chìm đắm trong cái bóng người yêu cũ sao, mình phải bứt phá ra đi. Dạo này thì em cũng có crush một anh, gọi là một chú luôn, nhưng mà một anh. Một chú, nhiêu tuổi? Lớn hơn em 12 tuổi. 12 tuổi thì cũng mới 34. Có 34, thì em là chú đúng rồi, mà chú đó làm sao? Thì em cũng thích chú đó dữ lắm, nhưng mà kiểu như là cũng tấn công tỏ tình cái kiểu. Em tấn công? Dạ. Ủa? Em thích người ta mà. Mà sao được không? Không được, chú đó không chịu. Chú đó chê em trẻ trâu. Thì em thích người lớn em cũng phải ráng đầm thắm chút, cho em trẻ trâu quá người ta cũng sợ mất công cưng chiều rồi dỗ em đó, người ta mệt. Dạ thì đó, nói chung là em thích chú này thì thích chú này thiệt, tại vì chú này rất là thú vị. Nói chuyện hợp nữa thì người ta không thích mình nên là em quyết định tham gia chương trình. Mày, em tấn công là em tấn công sao, em làm gì? Thì rủ chú đi chơi, rủ chú đi uống bia, rồi xong rồi nói mấy cái câu thả thính này nọ với chú, kiểu như là chờ đủ mua rồi sao chú đủ con, cái kiểu vậy. Mà kêu bằng chú sao ta vô mà thiệt luôn. Mà chỉ tôi là tôi hướng dẫn cho mày vô, nhiều khi tao muốn vô tao cũng ngại. Nói chung là thì cái anh đó thì ảnh nói với em là đừng thích anh, tại vì anh không có thích bị rèn buộc, không có thích có bạn gái, không có thích bị rèn buộc, đừng có thích anh. Thôi được rồi, tôi cũng sẽ ráng coi. Nhưng mà cái yêu cầu của em có vẻ hơi khó nha, không biết sao nha. Nhưng mà bây giờ em biết đến với chương trình là em sẽ có 3 cơ hội. Dạ. Ha, thì hy vọng ngày hôm nay là em sẽ trong 3 cơ hội đó thì em sẽ tìm được một cái người trong mộng của mình nha. Nhưng mà chị cũng sẽ cố gắng ha, chứ yêu cầu em hơi cao đó. Nhưng mà em có cái gì để mà đưa cho chị, để mà chị đưa người ta không, hay là chị chỉ nói miệng vậy thôi? Em có chuẩn bị gì không, có ca hát múa nhảy nhót gì không? Mấy cái đó em dở lắm, thì chị có hình được. Vậy thôi giờ cho chị một tấm hình đi. Đúng rồi, em là em đứng ha, đứng quay lại, đứng nghiêng nghiêng và xoay cái người ngang qua. Đúng rồi, tạo dáng đó bà ơi, tạo dáng đi. Đó rồi nghiêng nghiêng, đó đúng. Với tấm hình này bây giờ ta sẽ đi tìm kiếm những người mà trẻ thì thích đàn ông lớn, còn lúc mà mình lớn thì mình sẽ thích trẻ rồi. Ngu gì ngộ vậy trời ơi, kiếm ở đâu đây? Dạ, râu quai nón. Cái râu thì nó cũng không quan trọng lắm chị, nói chung tại em thích có râu vậy thôi. Ê, qua mình tia mấy cái anh đánh tennis bên rồi. Cũng được, là thể dục thao. Nhưng mà bây giờ người ta đang đánh tennis, mình đâu vô được. Mình tia được, không lẽ mình phải canh cho người ta đánh tennis xong rồi mình coffee là... Rồi mình đứng đây mình tia coi. Chậm chậm thôi. Thấy cũng nhỏ. Anh đó thì là... anh áo xanh đó có vẻ lùn lắm. Anh đứng chắc tới nách em. 1m72. Nên nhớ là cô này cô cao 1m72. Kiếm anh nào mà 1m75 trở lên hơi chua cay à nha. Rồi bạn trai thấp hơn chút được không? Cũng được chị, không trời tới nổi nè. Chứ bây giờ mấy cái chú mà lớn lớn ít khi nào mà có chú nào cao lắm. Trời này có vẻ có nhiều chú rồi nha. Chú nhưng mà nhiều khi em biết không, cái tuổi mà 30 đổ lên là người ta có vợ có con hết trơn rồi. Thấy không có luôn á. Thấy đàn ông nhiều lắm nhưng mà không phải gu em. Chị nhìn là chị thấy không có gu em rồi đó. Chữ đó thì già quá, hai anh này, ông kia thì đầu hơi hói. Qua cái phòng tập gym đi, thử coi có ai đang tập ở chổng không. Đi. Tia vô. Ta nhìn ra là ta thấy mình đang nhìn ta luôn á. Tại vì ở đây mình kính mờ, mình không thấy ở trong, nhưng mà ở trong nhìn ra là thấy mình hết. Có một chú đang nhìn hai người kia. Một chú nhìn em thôi, chứ là phải chú của chị. Chú nhìn quá trời nhìn luôn. Chú qua chú tập chân rồi. Kêu bằng anh đi, đi kiếm người yêu mà kêu bằng chú hoài vậy. Thôi anh. Bây giờ anh đang tập mà làm sao tôi vô được. Anh này cũng dễ thương quá nè chị. Alo, chào em. Xin lỗi cho chị hỏi thăm xíu là chị đang quay cái chương trình Mai Mối
Thì cái nhân vật của chị ngày hôm nay là có ngắm một cái anh đang còn tập gym ở đằng sau á. Chị có thể đi ra phỏng vấn cái anh đó chút xíu được không vợ? Được không cưng? Có phiền mọi người không? Nhẹ nhàng mà đi, trật tự người ta đang tập. Coi chừng tôi kiếm lộn người chết luôn. Từ nha, để chị nhìn. Hình như là anh đó đó. Hình như là anh này nè. Và hồi nãy ở ngoài cái kiến nó mờ lắm, Tường nhìn không có rõ, để Tường đi coi vòng. Hello. Hello. Chào em. À, xin lỗi anh tên gì vậy? Cho chị hỏi em gặp vài câu thôi, em tên gì? Dạ. Em tên Nam. À, chị tên là Cát Tường. À, chị đang làm một cái chương trình làm mai mối, chị là chuyên gia đi mai mối cho người khác. Thì hôm nay chị đang là làm một cái chương trình mai mối cho một cái cô gái rất là dễ thương. Mà hồi nãy giờ chị đi vòng vòng ở ngoài này á, thì chị với cô gái ở ngoài em biết không, nhìn vô là kiến nó mờ. Ở đây em nhìn ra thì em thấy rõ, nhưng mà ở ngoài nhìn vô thì không có thấy. Nhưng mà bạn gái đó vẫn cương quyết là đã nhìn thấy em và thích em, nên là nhờ chị vô đây để phỏng vấn em vài câu. Giờ trước tiên chị hỏi em là em có gia đình chưa đã? Dạ em có gia đình rồi. Dạ em có gia đình rồi. Em chia buồn cho cô ấy giùm chị một cái coi nè. Dạ. Hello em. Dạ anh ấy đã, chị đã đột nhập vào đây theo đúng lời yêu cầu của em. Nhưng anh ấy là hoa đã có chủ. Xin lỗi em nha. Nguyên cái phòng tập gym người ta trai đẹp không hà. Bà chọn sao qua lớp kính, bà chọn chăm chúng cái anh có vợ rồi. Là mất công tôi vô đây dễ sợ luôn. Thôi đi ra nè. Thôi để tôi kiếm nè. Tôi sẽ tự kiếm luôn. Bây giờ đằng nào Tường cũng lỡ đột nhập vô đây rồi, Tường coi ai được được, Tường sẽ quay một vòng ra gửi cho con bé đó coi, biết đâu nó có chọn ai khác trong này hay không. Khổ quá, làm mai làm mối khổ lắm mọi người thấy không. Cơ bắp nhưng mà có vẻ không có được cao. Anh này có râu. Đúng gu rồi. Hay tôi cứ phỏng vấn anh nó đại nha. Tôi thấy được rồi đó. Đợi ảnh đẩy tạ xong em sẽ nhào vô. Tôi chốt. Còn cố chốt không tôi không biết. Dạ chào anh. Cho em hỏi anh mấy câu được không ạ? Được không anh? Em hỏi anh tên gì thôi. Anh tên Thuật em. Anh tên Thuật, dạ năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh 35 tuổi. Anh có gia đình chưa anh? Anh có rồi. Cái này tôi fail rồi, Cảm ơn anh. Rồi anh tập tiếp đi nha, em không có làm phiền anh đâu ạ. Thôi tôi đi ra khỏi chốn này, ở đây toàn là mấy anh có vợ rồi không à. Xin lỗi em nha, khách vô đây tập là có vợ rồi hết rồi. Bây giờ chỉ còn mấy bạn PT thôi. À, em nhìn cho kỹ đi. Rồi, đi ra. Phiền người ta quá. Cảm ơn em nha. Chị thất bại rồi. Ơi. Thôi thất bại rồi. Lại đây. Lại đây bàn. Anh đó có bồ hả chị? Có vợ rồi. Thiệt á, chú nhục nhã ê chề luôn á. Anh đó có vợ rồi. Rồi xong chị mới đi một vòng, chị quay ra chậm chậm cho em coi, chị thấy một anh có râu em. Trời ơi. Ngon vậy? Ngon vậy. Tới, hỏi luôn. Hỏi hết cho em nãy giờ mấy mối nè. Coi đi, từ từ nha, cứ coi đi, cầm đi. Rình rập như ăn trộm vậy đó. Đây là được nè. Cao nè. Ok không? Duyên dáng nè. Rồi tia không? Vô không? Thật nhiều khi không biết bạn có bồ chưa nữa. Đó, cũng khó. Bởi vậy bây giờ mới nói là em phải chịu cái cơ hội của em mà. Hai bạn đó cũng dễ thương, chắc không được. Nhưng mà để em đi tìa thêm thử. Thôi đừng đi sàn nữa, tôi khổ quá à. Tôi quê lắm rồi. Sao? Bạn cũng dễ thương, nãy giờ em nhìn bạn đó mấy lần á. Nhưng mà bạn nó không tới 30 đâu. Chị nghĩ bạn đó chừng 28 thôi. Em nè, không thấy râu, chị thấy mắt kiến cận. Nhưng mà được cái là chiều cao. Mà chị thấy cái style em kỳ quá. Cho trẻ dung năng động đi, cho đời mình yêu đời.
bạn nó được đó. Rồi đi tập gym đồ, hai đứa đi chơi đồ. Thôi làm gym giờ tập PT giờ nhiều tiền lắm á. Kèm cho khách kèm riêng là nhiều tiền lắm á. Hai bạn nó cũng dễ thương không? Nhìn ngoài đời bạn nó dễ thương hơn à. Ngoài đời mà biết gì mệt ghê á. Chứ bây giờ mấy chú đằng sau này là không có vô được nữa đâu nghe. Sao? Lấy bạn đó đi chị. Lấy bạn đó đi hả? Chúng ta có chịu lấy mình không? Chúng mình lấy bạn đó. Chắc chưa? Cơ hội thứ hai rồi đó nha. Là chị không có vô cái phòng tập này nữa đâu nha. Này là người cuối trong phòng tập đó nha. Ok. Rồi kiếm chỗ theo dõi đi. Tôi lại nhục mặt tràn vô. Hello em. Vô đây mát quá cho chị vô ngồi té xíu được không? Chị phỏng vấn em mấy câu được không? Em tên gì? Tên Đức chị. Em tên Đức. À, Đức năm nay nhiêu tuổi Đức? Em 25 tuổi chị. 25 tuổi. Em làm việc ở đây lâu chưa? Em mới chuyển qua đây làm được 7 tháng. À, cháu em hả? Không, con. Con của khách. Ôi ôi, con của khách chứ không phải con của bạn ấy. Hết hồn, tưởng chị tưởng đâu con em chứ. Em à, em có bạn gái chưa? Chưa. Chưa. Làm trong này quá trời rồi. Người đẹp đi ra vô mà sao không có bạn gái? Đó em đâu cũng biết. À, giờ muốn có bạn gái không? Muốn. À, chị giới thiệu. Ủa nãy giờ em chị chưa giới thiệu. Em biết chị không? Biết. À, quên quên. Chị cho em coi hình. Đây. Đây là hình chị mới vừa chụp cổ tức thì nha. Đó, mới vừa chụp ở ngoài ngoại đó. Ngay chỗ này em biết rồi gì? Nhận dạng là biết ngay khu mình rồi gì? Lóc nào nữa? Lóc nào nhưng mà ngay khu này. Đó, thì giờ cổ đang đứng ngoài đó đó. Cổ đứng, cổ đợi chị vô đây để chị làm quen em. Nếu mà em ok á, thì em có thể xin chỗ làm cho em 15 phút ra gặp cổ được không? Cổ đang đứng đợi em ở ngoài á. Bây giờ chị? Ừ, 15 phút thôi. Được không? Có ảnh hưởng gì đến công việc em không? Tại hôm nay khách em cancel hết rồi. À, hôm nay em đang ế đúng không? Rồi vậy giờ em xin phép chủ ở đây hay quản lý ở đây cho em đi chủ với chị 15 phút nha. Là chủ không có, tại có nhân viên mà. Vậy đi được đúng không? Bị ảnh hưởng gì đừng đổ thừa tại chị Tường nha. Không. Này là tại em đi gái như theo chị nha. Em biết. Hồi nãy chị cũng đi một vòng quanh cái chỗ tập của em rồi. Chị có địa địa rồi, mắt chị địa tinh lắm. Chị địa trai giỏi lắm mà chị ế. Chị có thấy ở trong phòng, trong khúc đằng sau đó có một cái ghế, có cái chỗ trống trống. Mình vô đó ngồi tâm sự được không? Đặng em không em khỏi đi ra khỏi chỗ làm, khỏi bị la. Ok nha, bây giờ chị ra chị dẫn bạn gái vô đây nha. Ok. Thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng luôn, rồi tới ghế rồi, ngồi xuống. Đó. Hello, chào em trai. Cô bạn gái xinh xinh đang ngồi bên tay phải của em. Và hai bạn có thể là bắt tay giao lưu nhau một cái đi nè. Mình giới thiệu tên tuổi nhau chút xíu đi. Tự tin lên nè. Chào em, anh tên Đức. Hôm nay anh sinh 1995. Hiện tại anh làm bên gym cũng được hơn 2 năm rồi. Nhà anh ở đây luôn hả? Nhà anh ở Thủ Đức luôn. Em tên Thanh. Em sinh năm 98. Trời ơi, khó khăn vất vả lắm mới có đó. Tự tin lên. Giờ trước khi anh làm gym là anh có làm gì không? Thì xưa cũng làm nhiều việc lắm mà. Từ lúc mà tập gym xong rồi đam mê làm huấn luyện viên. Xong rồi chuyển qua làm PT luôn. Đúng rồi, anh cũng tính là mốt đi theo con đường đi thi đấu nữa. Em ngồi cao thẳng lưng lên chút xíu coi, bạn gái cao lắm luôn á, em cao mét mấy? Em cao mét 74 gì. Bạn gái cao mét 72 đó, chị nói cho em biết. Mà mang dài vô 5 phân cái là đi ngót em luôn, cho nên em ngồi cao lên nha không? Chị ngắm hết cái phòng gym này có một mình chiều cao em là tương xứng thôi. Đó, cái đó, rồi. Trời ơi, đúng rồi, thi đấu hèn chi vạm vỡ ghê. Bây giờ tôi sẽ dành cho hai bạn 15 phút để trò chuyện cùng nhau. Mở mặt nạ ra đi hai bạn. Rồi, đem mắt kiến vô mới thấy đường phải không? Cận mấy độ? Cận hơn 3 độ gì? Hơn 3 độ. Em muốn cận. Em sự với nhau hỏi gì thoải mái đi. Hả? Ráng lên nha Cưng nha. Rồi 15 phút chị quay lại. Dạ. Nhà em là ở đâu ạ? Nhà em ở Tân Bình rồi. Xưa là có học xăm bên trên nó. Tại mẹ cho đi học. Em cũng xăm mình nhiều lắm. Còn quê em đâu? Quê em thì ở miền Tây, em ở Tiền Giang á. Anh thì quê ở Hà Nội lần. Nhà ở vô đây lâu rồi, vô hơn 20 năm rồi. Hay gì, nên cái giọng không thôi. Thì nhỏ là mẹ cho đi học ở trong trường của Nam á. Nói tiếng Nam mà
quên hết tiếng Bắc rồi. Chỉ có ba mẹ mấy em trai ở nhà nói tiếng Bắc thôi. Vậy anh thấy em sao? Thấy đẹp, cao. Thí dụ như, em chỉ thí dụ thôi nha. Thí dụ như là mình đồng ý này nọ thì xong rồi cái anh chỉ em tập gym rồi này nọ được không? Ok. Em vẫn tập luyện rồi tự nấu ăn. Ừ, anh tự nấu luôn hả? Anh biết nấu ăn luôn? Tự mua đồ về nấu. Tại nhà mẹ anh chửi, kêu là con trai không biết nấu ăn sao mốt lấy vợ thì mẹ phải bắt. Thì tự học, tự nấu. Cuối tuần mà có thể nhà thì sẽ nấu cơm giùm mẹ. Anh nói là ngại quá, tại vì em cũng biết nấu ăn nhưng mà em nấu không được ngon á. Cũng sơ sơ, với lại em ở con mình à. Nên là cũng nấu thì nó cũng phức tạp á. Anh hồi em đi ăn tiệu ốm, em đang muốn tăng cân hơn. Tăng cân thì dễ, giống như anh hồi xưa nè. Lúc mà chưa anh tập gym á, anh ốm có 43kg thôi. Ốm nhất trường cấp 3 luôn. Giờ hiện tại là đang 70kg à. Giờ đang ăn để cho lean lại, lean cho nó lên cơ lại, cho nó bự ra. Chứ không có lên mỡ nữa. Giờ cũng ngại lên mỡ lắm rồi. Bị chê, bị mẹ chê. Lên mỡ là kiểu người thì nó... Đúng rồi, người nó hơi nhiều mỡ xíu, bị mẹ chê. Mà hồi xưa em cũng có đi tập. Mà chắc là tại không có PT kèm hay sao. Nên là em thấy cũng không có cải thiện lắm. Mà em thấy là tập gym phải có bạn nó mới dễ tập. Rồi. Em sợ cái đủ. Ok. Nhìn không nghĩ là 70kg, em tưởng phải hơn bảy mấy ký cơ. Còn muốn nói gì không? Em không, dạ, không biết nói gì nữa. Nhưng mà anh có ngoài sở thích tập gym, anh có sở thích gì khác không? Như là... Có, hồi xưa anh cũng có chơi thể thao. Hồi xưa là anh có học võ, học taekwondo. Học được 1.5 năm, xong mới nghỉ. Xem phim nè, cà phê bạn bè nè, hát nữa, nấu ăn. Là nhiều thứ, có du lịch nữa, phượt, rồi mua sắm như là quần áo. Tại nhà anh là mua đồ rất là nhiều, mẹ chửi quá trời. Con trai mà sắm đồ rất nhiều. Đúng rồi, đồ gym. Đó giờ anh qua bán quá tình rồi. Anh trước giờ chưa quen, chỉ lo là đi học, rồi đi tập, rồi đi làm thôi. Chưa quen ai luôn. Vậy anh có mẫu bạn gái lý tưởng gì không? Bạn gái hả? Thì cứ là gái được. Không phải là dễ thương nè, biết hát cũng được, rồi biết nấu ăn, rồi biết quan tâm, rồi biết chia sẻ, rồi có thể là đi chơi, đi xem phim cuối tuần, đó là biết quan tâm nhau. Chiều cao thì cũng không có quan trọng lắm, còn ngoại hình cũng vậy. Thì anh muốn là nếu mà bạn gái thì tầm một khoảng từ 1m6 trở lên. Sao anh thích con gái cao quá vậy? Em thử con trai là kể phải thích con gái thấp thấp chứ. Đi dễ không? Cái đó không có biết nói sao nữa. Rồi em thích con trai thì sao? Em thì... Em thích những người kiểu hơi trưởng thành một xíu. Chững chạc, có ý chí cầu tiến. Thì cái đó là cái... Nói chung là cái gu bạn trai em là như vậy. Nói chuyện thú vị, hài hước. Thì sẽ ghi điểm. Nãy giờ chị nghe em giới thiệu quá trời mà em chưa nói cái vế đặc biệt là em nói với chị là em chưa có bạn gái đúng không? Đúng rồi. Hồi đó giờ chưa có bạn gái luôn. Đúng rồi, em nói thiệt mà. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa. Nghe có tình quá chị. Lý do tại sao em thích gái không? Có, mà kiểu mà em không có thời gian, như là em đi làm về mệt quá là về nhà thôi. Là ở suốt trong phòng gym từ 6 sáng 7 8 giờ tối luôn. Đúng rồi. Mà làm suốt tuần luôn hả? Đúng rồi, làm từ thứ hai cho tới chủ nhật thôi. Thường là một tuần là sẽ có một ngày em off. À, cho chị hỏi nhỏ một câu thôi. Thu nhập có ổn định không? Trên 10 triệu à. Rồi, em làm em sống một mình, em có nuôi mẹ, nuôi anh, nuôi em gì không? Có, em sống với gia đình luôn, em sống với ba mẹ. Rồi, tiền có phụ ba mẹ không? Có. Thí dụ giờ lấy vợ rồi là có tiền lấy vợ không? Lấy vợ thì mở sổ tiết kiệm, rồi mở thẻ khác. Lấy gì mở? Mở ở đâu mở? Tự làm, tự mở. Mở chưa? Chưa. Chưa tính lấy vợ. Trời, để em tích góp rồi em mở. Em nghĩ là khoảng bao nhiêu tuổi thì mình lấy vợ là hợp lý nhất? Mẹ em kêu là 30 mới cho em lấy. Nếu mà 30 mà không có vợ thôi cho giá luôn. Sao kỳ vậy? Sao họ giá luôn? Mẹ em người Hà Nội mà khó tính lắm. Mấy bác mấy gì ở ngoài Hà Nội cũng kêu lấy vợ sớm cho
cho dòng họ vô ăn đám cưới mà mẹ không chịu. Mẹ kêu 30 mới cho lấy. 30 mới cho lấy mà qua 30 không lấy cho ở giá luôn. Là ý mẹ muốn em ở giá hay sao vậy? Cái đó em không biết, cái đó tùy mẹ. Nhưng mà mẹ có đưa ra cái chỉ tiêu là kiếm con bạn gái phải như thế nào hay con dâu tương lai của má là phải như thế nào rồi gì không? Bình thường không có đánh giá gì hết. Sợ nội em thôi. Tại bữa anh em giận bạn gái ở bên nước ngoài về á, xong bà nội chê cái thứ mày. Em không biết sao. Kiểu như là giờ đi với bạn gái mà có người tấn công bạn gái, mình có bảo vệ bạn gái được không? Được, tại em cũng có học boxing nữa. Một mình quýnh được mấy anh? Chơi hết chị. Chơi hết à? Bởi vì ba anh nhào vô em quýnh nổi không? Thì bình thường là gì? Bình thường luôn hả? Ừ, được quá, tôi nói rồi. Nghe trẻ trẻ đi, nó hay lắm, nó có nhiều cái hấp dẫn lắm, không chịu. Thôi bây giờ nó nghe nè. Nãy giờ tụi chị cũng cho tụi em nói chuyện hơi lâu rồi đó. Bây giờ em có thể là em né cho chị 5 phút thôi. Chị hỏi nói chuyện riêng với bạn gái chút xíu. Rồi chị sẽ phỏng vấn em mấy câu được không? Rồi em đợi chị chút xíu nha. Tôi nói trước nè. Chung quy nãy giờ tôi thấy một cái nhận xét đầu tiên là bạn này rất là thiệt tình. Đúng rồi. Hỏi đâu nói đó. Bạn rất là hiền luôn. Rất hiền, rất thiệt tình. Thì chị nói với em nè, ta chưa có mối tình nào. Đúng chưa? Em thì cũng là mấy mối tình rồi. Style của em thấy rồi đó. Kiếm, tìm kiếm nó cũng khó lắm. Mà nó thật sự luôn á là nó cũng gọi là có gia đình hết trơn. Trời, nãy giờ mình cũng trải nghiệm hai người rồi. Em thử em thay đổi một lần đi. Tuổi trẻ mình còn dài mà. Mình quen chưa chắc nói thì yêu nhau 1-2 năm chưa chắc cưới nữa. Nói em nghe, cái người mà người ta chưa có bạn gái lần nào, khi mà người ta chịu mình rồi đó ha, ta quen mình mà ta yêu mình một cái rồi nha. Tôi nói cưng như trứng, hứng như hoa, cả tuổi thanh xuân người ta dành hết cho em trọn hốt trọn ổ luôn. Thấy chưa? Lần đầu của người ta luôn á. Thì đó. Nguyên kiện nguyên teo luôn. Đúng không? Giờ sao nãy giờ mà mình có 15 phút nói chuyện với bạn gái đó thì cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đầu mình thấy hồi hộp. Hồi hộp, rung, thích không? Có. Nghĩa là mình có rung động, có xao xuyến gì chưa? Có. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt nè, em chưa có quen bạn gái lần nào hết. Nhưng mà bạn gái đó thì cũng đã trải qua 1-2 mối tình rồi, em có ngại gì không? Đó, chuyện đó thì em không có quan trọng. Em quan trọng đúng không? Em thấy cái bạn này tình, hiền lành. Đúng nghĩa là chưa có bạn gái này không biết cách nói chuyện với con gái. Dễ thương. Em sợ là em quen bạn này là mình phải hơi chịu, mình phải hơi gọi là điều khiển. Đúng rồi, mà sướng. Thể theo cái format của chương trình thì hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian 30 giây lắng động lại để chúng ta đưa ra cái quyết định là ngày hôm nay chúng ta có quyết tâm là chọn nhau hay không nha. Đây chị cầm lại này chút xíu. Đây là cái món quà của chương trình chuẩn bị sẵn dành cho hai bạn. Hai bạn xoay lại, xoay mặt lại đi ạ. Sau 30 giây hai bạn suy nghĩ ai là người muốn tỏ tình với người kia thì hãy đến nhận con gấu, cái con gấu bông nhỏ nhỏ xíu trên tay chị nè, tặng cho người đối diện và nói một cái cảm xúc gì đó của mình. Nếu sau 30 giây mà không ai lấy cái con gấu bông này trên tay chị Tường thì coi như là con gấu bông này của chị Tường và tất cả chúng ta đều là FA. Đồng ý không ạ? Dạ. Rồi 30 giây lắng động suy nghĩ, kiểm tra cảm xúc của mình một lần cuối cùng. Bắt đầu. Hai em, nãy em gặp em thì cũng có chút rung động và muốn thử làm quen với em. Sẽ dành thời gian để đi chơi, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ở đây món quà anh tặng em. Hỏi em có đồng ý không chứ? Em có đồng ý không? Em đồng ý, nhưng mà tại vì có một, anh phải biết là kiểu như em nhìn vậy thôi chứ không phải vậy. Nói chung là em cũng thôi nói chung là em sẽ chỉ cho anh nhiều cái về em. Trời ơi. Em sẽ chỉ cho anh. Em thấy sao em? Em nghe câu này em thấy xấu hổ không hay là thấy hạnh phúc? Không chị. Vui vẻ đúng không? Thì người ta có kinh nghiệm rồi, người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Vấn đề là mình phải nhạy cảm xíu. Mình cố gắng làm theo ha. Cái gì bạn ấy yêu cầu thì cố gắng thực hiện bằng sức trai của mình nha. Vâng ạ. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi vậy hai bạn nắm tay nhau đi. Ủa rồi bữa hẹn hò đâu nắm chứ không phải bắt tay nữa, nắm tay ha. Bây giờ mình trở thành bạn trai bạn gái nhau rồi mình nắm tay. Rồi em định là chừng nào hẹn bạn gái đi chơi? Lần hẹn đầu tiên.
nó nghiêm túc hơn á, là nó chỉnh chu đẹp trai hơn nè, đón bạn gái rồi đàng hoàng. Hỏi nhà hỏi cửa chưa? Chưa. Để hỏi Tân Bình, biết Tân Bình được không? Rồi từ Thủ Đức chạy xuống Tân Bình đón bạn gái đi chơi được không? Được, tại em cũng đi làm cũng xa nhiều rồi, quen. Rồi bây giờ ngày nào là ngày hẹn hò đầu tiên nè? Chắc thứ bảy tuần sau. Thứ bảy tuần sau là em chuyển về, nhưng mà chắc là tối em sẽ cố. Tại thứ bảy là anh off rồi ở nhà một ngày. Ở nhà hôm đó tút lại, tân trang lại, đi mua quà đồ, chuẩn bị set up chỗ tặng bạn, đi chơi bạn gái được không? Dạ được. Được không Cưng? Dạ. Nhưng mà từ đây đến đó thì vẫn liên tục quan tâm chăm sóp, chứ phải tới thứ bảy rồi từ đây nó không gặp nha, không cố gắng lên nha chưa. Ok, đừng có để mất cái mối này nha. Không được. Em làm gì vậy, em nhìn cái gì không. Hoài vậy, bố rối quá hả? Không, bạn gái một cái coi. Không chị. Ừ, đủ ôm đầu đời. Không nữa hả? Ừ, không thiệt là gì, hung hung má em. Ừ, hung má. Má má xin phép không nói đi cho anh hung em một cái. Em nói là người ta thiệt nói thôi. Dạ em chị. Đúng rồi, hung luôn. Không thiệt luôn hả chị? Ừ. Chứ không lẽ hung giả. Thầy, trời. Thầy em cũng ngại lắm á. Chị giỡn với em hả? Đi. Ôi dễ thương gì đâu á. Rồi nắm tay vô đi hai bạn. Chị Tường rất là vui ha. Nhưng mà ngày hôm nay là mặc dù thời gian thì nó ít thôi, nhưng mà hai bạn cũng đã đồng ý kết nối với nhau, cho nhau cái cơ hội. Đây chỉ là cái bắt đầu thôi, còn lại là do hai bạn ha. Mình cố gắng mình chăm sóc cho cái mối quan hệ này nó càng ngày nó càng tốt hơn, được chưa? Rồi nha, cảm ơn hai em rất là nhiều. Mặc dù mình tưởng đâu rớt vô cái chỗ cái phòng tập gym này là thua rồi, thua trắng rồi, nhưng mà cuối cùng thì Tường cũng rất là may mắn. Nhưng mà đặc biệt là em gái ngày hôm nay rất là may mắn luôn. Tường thấy là chọn được một bạn trai hết sức là dễ thương, chân thành, đáng yêu nữa. Cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi chương trình ha, theo dõi hành trình của Cát Tường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Những ai mà đang còn lang thang nè, vẫn ê sắc ế nè và muốn thoát ế thì có thể mạnh dạn đăng ký với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ Gặp Bà Mai Cát Tường nha. Bây giờ thì Tường xin nói lời chào.